Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông và trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, tổ chức lễ tuyên truyền và ký cam kết thiếu niên bảo vệ an toàn giao thông đường sắt, xây dựng mô hình đoạn đường ông cháu cùng chăm và phát động phong trào đường tàu, đường hoa. Mô hình tự quản đoạn đường ông cháu cùng chăm được phát động từ năm 2002 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Qua hơn 20 năm hoạt động, mô hình này đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Thanh thiếu niên đã có ý thức tốt khi tham gia giao thông qua đường sắt, không còn hiện tượng cố tình vứt rác, phóng uế, chăn thả gia súc trên đường sắt và không còn hiện tượng ném đất đá lên tàu, lấy các vật tư, vật liệu đường sắt. Nhằm mục đích chính là cùng với địa phương, các ban ngành địa phương là nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông đường sắt và cùng đường sắt bảo vệ tốt các chỉ tiêu chính trị và đảm bảo tốt cho các đoàn tàu đi vào ra Bắc vào Nam và đảm bảo cái môi trường đường sắt là hết sức là sạch đẹp. Phát huy mô hình này, năm nay, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng chọn trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang làm điểm để tổ chức xây dựng mô hình đoạn đường ông cháu cùng chăm và phát động phong trào đường tàu, đường hoa nhằm tuyên truyền nhắc nhở các em học sinh và gia đình chấp hành nghiêm luật đường sắt, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông, không lấn chiếm hành lang, vứt rác thải trên tuyến đường sắt, đồng hành với ngành đường sắt xây dựng phương án bảo vệ chăm sóc cây hoa trồng hai bên đường tàu. Về mục đích tuyên truyền cái này tôi thấy rất là bổ ích, tại vì các cháu biết được cái những vấn đề là bảo vệ cái đường tàu, tức là bảo vệ cái sự bình yên cho hành khách khi tham gia trên đường tàu đó, ví dụ như là không ném đá, là không chạy ban đường, là khi có cái tàu đi qua lại. Nó giúp con hiểu được cái tầm quan trọng của việc an toàn giao thông, bảo vệ đường sắt, giúp con tìm được nhiều cách hơn để giải quyết được nhiều tình huống mình có thể xảy ra trên đường sắt vào mọi lúc mọi nơi. Sau lễ phát động, đại diện các bên còn ký cam kết thiếu niên bảo vệ an toàn giao thông đường sắt, đồng thời ra quân dọn dẹp vệ sinh dọc hai bên đường sắt và cấm biển đoạn đường ông cháu cùng chăm, trồng hoa dọc hai bên đường sắt đoạn từ km 803+200, km 805+500 đi qua địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.